Tủ sách Tín Thác. Mến chào anh chị em và các bạn. Một lần đi xa, con đã xa đà, vương vấn tội đời. Chỉ vì ham vui, con đã quên đi là mình có lỗi. Phần người đam mê sao quá ê chề, vương vấn tội đời. Bỏ lại sau lưng quá khứ đau thương là mình đắc tội. Tủ sách Tín Thác. Mến chào anh chị em và các bạn. Thưa anh chị em và các bạn, Tủ sách Tín Thác đang gửi đến anh chị em và các bạn cuốn sách thứ 3 mang tựa đề Hành Trình Lòng Thương Xót. Đã gọi là hành trình thì nó chưa kết thúc. Vì thế mà chúng tôi vẫn tiếp tục ghi nhận, vẫn tiếp tục ghi lại những cảm nhận, cảm nghĩ và những nhật ký chuyến công tác bác ái đã, đang và sẽ thực hiện. Có thể các bạn nghe những câu chuyện này nó xảy ra cách đây cũng khá lâu. Có khi nó mới xảy ra ngày hôm qua đây, tuần trước đây. Có khi nó xảy ra vào một địa danh nào đó nghe lạ lạ mà lại quen quen. Dường như có nghe rồi nhưng mà địa danh đó rất lạ. Trong hành trình lòng thương xót xuyên suốt từ Bắc chí Nam, chúng tôi đã đi những dấu chân lòng thương xót đến những hang cùng ngõ hẻm, đến những nơi sâu, xa, vắng, những nơi không ai dám đến hay là không ai muốn đến. Chúa đã đưa chúng tôi đến, vì chúng tôi cũng chẳng dám đến nếu Chúa không đưa đến. Hôm nay trong hành trình lòng thương xót sẽ được gửi đến anh chị em và các bạn bài viết số 47 mang tựa đề Hành Trình Kết Nối Trái Tim. Hành trình kết nối trái tim. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con mênh mông mênh mông. Những cơn mưa hồng ân của Chúa không ngừng tuôn đổ xuống cho loài người qua tấm lòng con cái Chúa nơi trần gian. Trong suốt tháng thánh tâm, cộng đoàn lòng thương xót đã chất chiêu từng đồng quà sáng của những cụ già, từng đồng xu bỏ ống của các em nhỏ, rồi từ những tấm lòng của anh chị em ở Việt Nam cũng như hải ngoại, gói ghém làm món quà gửi đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng sâu vùng xa. Món quà thánh tâm Chúa Giêsu. Những thiện nguyện được vinh dự làm hành trình nối kết trái tim giữa cộng đoàn lòng thương xót với những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn từ vùng đồng bằng sông nước mênh mông đến miền cao nguyên đèo heo hút gió. Đó đây trên những cánh đồng truyền giáo xa xôi. Dường như sông nước miền Tây có sức thu hút kỳ lạ. Một tháng đã qua sau lần ra khơi đến bến đỏ yêu thương Bắc Hải Sóc Trăng cùng người linh mục Lãng Tử. Lần này như Thánh Phaolô được tình yêu Đức Kitô thúc bách, thiện nguyện lại tạm rời tổ ấm yêu thương chốn thị thành đến vùng sông nước Trà Vinh để loan truyền lòng thương xót Chúa, hâm nóng tình yêu Giêsu nơi tâm hồn những người khô khan nguội lạnh. Khi mọi sự đã sẵn sàng, đúng 8 giờ tối, hơn 100 thiện nguyện lao mình vào đêm tối theo tiếng gọi Giêsu đến vùng sông nước Trà Vinh, bắt đầu những chuyến bay đêm. Vòng khởi động của những chuyến bay đêm luôn là những nụ cười, những cái bắt tay thân thiện, những câu hát tiếng hò xóa bỏ khoảng cách về tuổi tác, trình độ giữa mọi người trong đoàn, để những trái tim đến gần nhau hơn. Sau khúc dạo đầu sôi nổi,
là những phút giây lắng đọng để cùng nhau dâng lên mẹ Maria chàng chuỗi mân côi, nhờ mẹ đến với Chúa, rồi chuỗi kinh lòng thương xót. Niềm tin yêu và bàn tay chở che của Chúa và mẹ hiền luôn là điểm khởi đầu và kết thúc mọi chuyến bay đêm. Lễ hội lúc 0 giờ. Cả đoàn đến được bến phà Cổ Chiên đúng vào lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Bến phà nửa đêm vắng tanh. Còn gần một giờ đồng hồ nữa phà mới chạy. Làm gì trong lúc chờ đợi ở đây? Người linh mục Lãng Tử tập trung cả đàn cho sinh hoạt ngay trên bến phà. Thật là một ý tưởng ngộ nghĩnh. Tham gia trò chơi xoáy vòng chuông ốc, chúng tôi thấy rõ được khi gặp những tình huống khó khăn trong cuộc sống, nếu không có lập trường kiên vững thì sẽ dễ bị bỏ cuộc hoặc rơi vào ngõ cụt. Lời ca tiếng hát làm bến phà đang im lìm ngủ trong màn sương đêm chợt thức giấc. Những cái nhìn lạ lẫm của cô bán vé, anh bảo vệ, chú lái phà trước sự xuất hiện giữa đêm hôm khuya khoắt của hơn 100 bạn trẻ đang vui vẻ ca hát chẳng biết mệt là gì. Họ nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, lạ lẫm, hiếu kỳ. Chắc là trước đến giờ họ chưa từng chứng kiến một cảnh tượng nào lạ lùng đến như thế. Quả là buổi sinh hoạt có 102. Lễ hội lúc 0 giờ. Qua những chuyến công tác, chúng tôi học được bài học là luôn thích nghi với mọi hoàn cảnh, không dễ dàng đầu hàng nghịch cảnh. Không phải thời thế tạo anh hùng, mà phải là anh hùng tạo nên thời thế. Phaolô chẳng xác tín rằng mọi sự đều sinh ích cho những người có lòng yêu mến Chúa hay sao? Túp lều yêu thương rạch lọc. Những bóng dừa già xé toạc màn đêm như bàn tay Giê-xu mở đường chỉ lối cho đoàn con đang dò dẫm tìm đường trong đêm tối. Cả đoàn đến được túp lều yêu thương rạch lọp lúc 3 giờ sáng. Họ đào rạch lọp đã có lịch sử trên 150 năm. Trong thời kỳ chiến tranh, nhiều điểm truyền giáo ở vùng này đã bị xóa sổ. Nhờ tay Chúa chở che, với lòng tín thác của giáo dân, họ đạo rạch lọp vẫn đứng vững qua bao nhiêu khó khăn thử thách. Dù trải qua một đêm không ngủ, những thiện nguyện vẫn thoăn thoắt truyền cả chục tấn hàng hóa từ 3 xe tải xuống khu vực nhà xứ. Mồ hôi nhễ nhãi, mệt nhoài, ai nấy tự tìm chỗ ngả lưng lấy lại sức. Riêng cha xứ, có lẽ vì vui quá không ngủ được, đã thức trắng đêm hàn huyên tâm sự với anh em. Với một nhóm thiện nguyện lạ nhà không ngủ được. Chợp mắt được ít phút, 4 giờ sáng, tiếng chuông nhà thờ thúc giục những thiện nguyện còn ngái ngủ bay đến túp lều yêu thương để hiệp dâng thánh lễ. Sau một thời gian dài chống chọi với mưa nắng, ngôi thánh đường chính quá ọp ẹp vừa được dỡ bỏ, chưa biết bao giờ được xây cất lại. Ngôi nhà thờ tạm, trước đây là trường học, bây giờ được nới rộng ra bằng mái tranh vách lá mà chúng tôi gọi là túp lều yêu thương. Vì là nơi bà con giáo dân hàng ngày đến hiệp thông thánh thể, những khuôn mặt hằn vết chân chim, những đôi tay chai cứng quanh năm chỉ biết đến ruộng đồng, những đôi mắt rưng rưng cảm động khi nhận được chuỗi tràng mân côi chuỗi lòng thương xót và những món quà lòng thương xót. Đây chính là những hạt mầm gieo rắc lòng thương xót Chúa trên cánh đồng truyền giáo mênh mông. Không chỉ người nhận mà cả người gieo hạt đều cảm thấy hạnh phúc ấm áp. Ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi, ta sống sao để thành chứng nhân. Vâng,
Thánh lễ sáng nay được nối dài bằng những phần quà cho những chi thể rách nát trong thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô. Những chi thể này thuộc đủ mọi lứa tuổi, công giáo có, không công giáo có, người kinh có, người khờ me có. Lòng thương xót Chúa nào có loại trừ ai. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má cụ già một đời tần tảo, đưa tay nhận gói quà làm thổn thức người trao tặng. Nụ cười rạng rỡ trên môi tung tăng những trái bóng đủ màu sắc, như ước mơ muốn bay cao vươn tới của các trẻ em vùng quê nghèo. Tất cả đan xen trong lòng thương xót của Chúa, trong những màu áo thiện nguyện làm nên một bức tranh thật đẹp lung linh trong nắng bình minh nơi thôn dã. Sau khi đã lo cho bà con đầy đủ phần quà, không thiếu sót một ai, chúng tôi mới được tiếp năng lượng cho hành trình đến 3 giao điểm nữa bằng một ổ bánh mì. Tuy không có pate răm bông như bánh mì thành phố, nhưng sau sáng nay chúng tôi cảm thấy ổ bánh mì trên tay ngon lành đến thế. Có phải vì đói quá hay bởi vì bánh mì ở đây được kẹp thêm nhân thịt yêu thương, xì dầu phục vụ, nhờ đó thêm hương đậm đà, gia vị hạnh phúc khi chúng tôi được san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Chính những anh chị em đó thực sự là đối tượng của lòng thương xót Chúa mà chúng tôi được sai đến phục vụ. Điểm hẹn Giê-xu phước hảo. Rời giáo điểm rạch lọp trong niềm luyến lưu những thiện nguyện băng đồng đến giáo xứ phước hảo. Phước hảo ngày trước có tên là Rồng Rùm. Vì có lịch sử truyền giáo khá lâu đời nên khu vực này số dân công giáo khá đông, chiếm 90%. Việc tông đồ và cầu nguyện luôn đi đôi với nhau. Sau những lúc vất vả chèo chống trong công tác, chúng tôi luôn có những giờ thì thầm bên thánh thể. Quy tụ trong ngôi nhà thờ cổ kính này, chúng tôi được nghe cha sở chia sẻ về quyền năng Thiên Chúa thật diệu kỳ. Dù trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, nhưng 70 năm trước, một linh mục Việt Nam cùng với giáo dân đắp lên ngôi thánh đường rộng lớn cổ kính mang đậm kiến trúc Pháp. Ngày nay, cha con cặm cụi thu nhặt những viên đá, đập nhỏ ra, lựa chọn màu sắc để làm lớp đá rửa tô bên ngoài. Ngôi thánh đường đứng vững qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử dân tộc, hàng ngày thu hút những trái tim cùng nhịp đập với Giê-xu đến hiệp thông qua mầu nhiệm thánh thể. Trước đây, vùng đất này ngập mặn, nên một năm chỉ trồng được một vụ lúa. Đời sống người dân vô cùng khó khăn. Sau khi xây đập dẫn nước ngọt, thì một năm có thể trồng 3 vụ. Đời sống bà con tương đối đỡ hơn trước. Thế nhưng, cũng như hầu hết các vùng mà chúng tôi đến công tác, phù hoa chốn thị thành lôi kéo những người trẻ bỏ ruộng vườn ra đi tìm việc làm mới. Những sứ đạo heo hút chỉ còn leo tèo vài bạn trẻ, đa phần còn lại là người già và trẻ em. Biết nói thế nào được? Nền kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến tận những vùng hẻo lánh xa xôi. Sinh hoạt ca đoàn, giáo lý, giới trẻ nơi những sứ đạo này gặp rất rất nhiều khó khăn vì còn đâu những người trẻ nữa. Họ bỏ rừng lên phố rồi, chứ không phải bỏ phố lên rừng. Còn đâu những thợ gặt nhiệt thành trẻ trung trên cánh đường truyền giáo. Ít nhiều sự có mặt của thiện nguyện trẻ trung sáng nay đã đem lại hơi thở, nhịp đập mới cho vùng đất trẻ ít, già nhiều này. Phần còn lại xin phó thác cho lòng Chúa thương xót. Họ đạo khách vãng lai, Mai Hương. Vội vã rời phước hảo, chúng tôi tăng tốc đến điểm phát quà thứ ba với cái tên nghe thật dễ thương, họ đạo Mai Hương. Thế mà cũng bị trễ hẹn với bà con. Họ đã chờ đợi ở đây hơn 1 giờ đồng hồ dưới cái nắng gay gắt.
những khuôn mặt khắc khổ, u ám, những đôi mắt hõm sâu chịu nặng những nhọc nhằn của cuộc sống, những nếp nhăn hằn sâu nơi vầng trán, những em ngơ ngơ ngác ngác vẫn kiên trì chờ đợi đoàn công tác đến giữa trưa hè gay gắt. Nhìn thấy thế, dù thấm đẫm mồ hôi và bụi đường xa, chúng tôi quên mệt làm việc nhanh gấp đôi để kịp có phần quà cho bà con bù lại thời gian trễ hẹn. Những nụ cười hạnh phúc lấp lánh ánh nắng của kẻ trao người nhận như xóa tan đi bao mỏi mệt. Một cụ già rưng rưng nước mắt vì chưa từng được ai cho quà nhiều đến vậy. Gặp lúc khó khăn, cả nhà gần 10 miệng ăn chỉ trông vào một công ruộng với khoảng 8 dạo lúa mỗi năm. Nhóm cắt tóc luôn tay làm mới những mái đầu khét mùi nắng. Một anh bán vé số đi ngang qua thấy cảnh nhộn nhịp đông vui lạ thường, chưa bao giờ thấy ở ngôi thánh đường này, cũng vô xem cho biết. Khu vực này có khoảng 700 hộ dân, nhưng chỉ có khoảng 50 gia đình có đạo. Thật như hạt cát trên bãi biển. Ngôi thánh đường được dựng lên cách đây 63 năm, nhưng không có mục tử dẫn dắt. Mỗi tuần chỉ có một thánh lễ. Cuộc sống quá chật vật, khó khăn. Giáo dân ở rải rác xa nhà thờ, cùng với đa số là người không công giáo. Thánh lễ ngày thường chỉ có vài người tham dự, nhưng những chầu nhậu lại thu hút bà con đến đông. Cho nên cha xứ thường gọi vui là họ đạo khách vãng lai. Chú vẫn luôn để mắt những con chiên lạc đàn. Ngài sai một mục tử đến chăm sóc đàn chiên bơ vơ. Nhiều cánh tay đưa ra chung xây ngôi thánh đường. Chúa đã dẫn dắt thiện nguyện đến đây gieo rắc mầm thương xót Chúa. Hy vọng rằng một ngày gần đây, những hạt mầm ấy sẽ đơm bông kết trái. Điểm hẹn Giê-xu, bãi vàng. Lần theo con đường nhỏ hiu hắt gió, những thiện nguyện tìm đến điểm hẹn Giê-xu bãi vàng khi trời bắt đầu kéo những đám mây đen. Đoàn xe vừa đến nơi thì đám chuồn chuồn cũng bay kín sân nhà thờ. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, ông bà ta bảo thế. Lần này mưa chắc rồi. Nếu mưa thì làm sao bà con đến nhận quà được? Nếu mưa thì chỗ đâu mà phát quà? Nếu mưa thì hàng hóa ướt hết làm sao phát? Nét đăm chiêu lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt người linh mục lãng tử. Những khu vực lân cận bắt đầu mưa nặng hạt. Điện thoại của một người anh em trong đoàn ở Sài Gòn gọi xuống hỏi thăm, lo lắng vì thành phố đang mưa lớn. Anh em ở dưới này làm ăn thế nào? Nén tiếng thở dài, người linh mục lãng tử yêu cầu anh em chuyển bớt hàng hóa vào trong nhà thờ vì sợ trời mưa chạy không kịp. Bà con bắt đầu kéo đến, từng phần quà được trao tận tay tại sân nhà thờ. Chuồn chuồn vẫn lượn thấp gần mặt đất, mây đen vẫn kéo đến, gió vẫn thổi, thế nhưng trời vẫn chưa mưa. Ôi, ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Mây đen chỉ làm giảm bớt cái nắng oi ả của ngày hè cho người trao và kẻ nhận được mát lòng mát ruột thôi. Chuồn chuồn bãi vàng bay lượn vần vũ như để chào đón thiện nguyện tín thác thôi. Những lúc gặp khó khăn thử thách như thế mới biết lòng tin của mình còn yếu kém. Thế mà Chúa vẫn thương vẫn giúp. Thật nhiệm màu tình thương của Chúa. Bãi vàng là một họ đạo thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, được hình thành từ năm 1967. Vì nhà thờ nằm trong vùng chiến tranh nên trong một thời gian dài các cha không dám đến dâng lễ. Nghe kể lại, ngôi nhà thờ ngày trước ở ngay sát mé sông, một trong 9 nhánh sông của Kiều Long Giang. Sau một trận bão lớn đã bị cuốn trôi, còn lại tượng Đức Mẹ lại bị hai người đàn ông thả xuống sông. Hai người đàn ông sau này gia đình tan tác không còn ở lại đây nữa. Có hai vợ chồng đi làm lưới ở khúc sông ấy đã tình cờ vớt được tượng Đức Mẹ lên trong cái lưới. Nhưng lúc đó, tình hình đất nước rối ren,
nên hai vợ chồng lại thả tượng Đức Mẹ xuống sông vì sợ bị liên lụy. Một thời gian sau, người chồng đã bị chết đuối ngay tại chỗ mà họ thả bức tượng Đức Mẹ xuống. Sau này bà con giáo dân đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không tìm lại tượng Đức Mẹ. Không biết có phải vì thả Đức Mẹ xuống sông hay không mà cuộc sống ở đây rất khó khăn, chủ yếu là làm ruộng làm đáy. Số giáo dân gần 400 người nhưng thánh lễ Chủ nhật chỉ có 80 người tham dự. Ngày thường được 5-6 người, có nhiều gia đình bị rối đạo. Bây giờ giáo dân chỉ biết cầu nguyện xin cho tìm lại tượng Đức Mẹ, hy vọng cuộc sống đạo đời sẽ khá hơn. Ngôi nhà thờ hiện nay xây dựng trên mảnh đất mua của một người giáo dân. Giáo họ vẫn chưa có mục tử chăm sóc. Mỗi tuần có cha phó về dâng thánh lễ 2 lần. Chỉ có một dì Phước trong gian trường học cũ kỹ để trông nom giáo xứ. Ngoài ra có một ông biện trông coi nhà thờ. Cuộc sống quá khó khăn, cho nên hầu hết những người trẻ khỏe trong họ đạo đã bỏ quê lên thành phố mưu sinh. Chỉ còn người già và trẻ em bám trụ lại. Trong tình cảnh đó, Chúa vẫn để mắt đến những con chiên bơ vơ lạc đàn. Mới đây có 6 em rước lễ lần đầu, lớp tân tòng có 2 em theo học, 2 đôi hôn phối được hợp thức hóa, và 4 người sau bao nhiêu năm xa Chúa đã quay trở về với Chúa. Đây là những tín hiệu báo như những cánh én báo hiệu mùa xuân tràn đầy lòng thương xót trong thời gian sắp tới. Những nhịp tim thổn thức khi nghe câu chuyện của bà cụ neo đơn hơn 30 tuổi. Có cậu con trai suốt ngày nhậu nhiệt bỏ bê mẹ già. Bà phải đi làm thuê làm mướn sống qua chuỗi ngày còn lại. Gia tài trong túi bà chẳng có gì ngoài cuộn băng keo để dán mí mắt đã sụp xuống 4 năm nay, không có tiền chạy chữa, thêm bệnh thần kinh phân liệt. Đau tim nữa, bà đã khóc thật nhiều khi nhận được món quà. Lòng chúng tôi thắt lại khi nghe bà tâm sự. Mấy bữa rày già thèm miếng đường quậy ly nước chanh uống cho mát mà không có. Gạo còn không có mà ăn lấy đâu ra đường để pha nước chanh. Nay được các cô chú cho đường, cho gạo, cho mì, tôi cảm ơn nhiều lắm, vui lắm, mừng lắm. Sợi dây hữu hình gắn kết chúng tôi với những anh em vùng sâu vùng xa trong chuyến công tác là những tấm ảnh lòng thương xót, là chú mân côi, chú lòng thương xót, là những tư liệu lòng thương xót, là gạo, là mì, là đường, là sách vở, là thuốc men. Của cải vật chất sẽ qua đi, nhưng sợi dây vô hình là tình yêu Giê-xu, tinh thần phục vụ mà cả đoàn mang theo sẽ còn mãi trong lòng tất cả mọi người. Những con người sẻ chia và đón nhận lòng thương xót Chúa vẫn đang miệt mài rong ruổi trên hành trình kết nối trái tim. Lặng lẽ xuyên qua lòng phố thị, bỏ lại sau lưng chuyện hẹn hò. Thiện nguyện thẳng cánh phương Nam tiến, rao truyền lòng Thiên Chúa xót thương. Lấp lánh ánh sao vờn sông nước, cùng thầy trò lữ khách đường xa. Qua thăm luông, rạch miễu cổ chiên, khi xóm làng còn say giấc điệp. Và kìa, điểm hẹn thầy trên con đường nhỏ, nấp bóng sau những rặng dừa già. Đó đây, ruộng lúa ẩn nắng hồng, bình minh soi tỏ khắp tầng không. Long lanh vầng sáng lòng thương xót, Chúa đến đây rồi, có biết không? Amen. Xin cúi đầu thông hối ân.